Thưa quý vị và các bạn, cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng của người Việt Nam trước khi Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu. Văn khấn lễ giao thừa còn được gọi là văn khấn lễ trừ tịch, được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ Tân Sửu 2021 và chuyển sang năm mới Nhâm Dần 2022. Giây phút giao thời giữa năm cũ và năm mới luôn mang lại cảm giác thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Ngoài việc cúng giao thừa trong nhà, mỗi gia đình thường chuẩn bị thêm mâm cúng giao thừa ngoài trời để cúng chào đón các vị quan hành khiển, hành binh và phán quan năm mới. Mời quý vị và các bạn tham khảo việc chuẩn bị mâm lễ cúng và mẫu văn khấn cúng giao thừa ngoài trời và trong nhà năm 2022 Nhâm Dần trong video ngay sau đây của An Lạc Tử Tâm. Các bạn thân mến, cũng giống như lễ cúng tất niên ngày 29-30 Tết, lễ cúng giao thừa mang ý nghĩa đón những điều lành trong năm mới, tiễn những điều xấu của năm cũ, cảm tạ các quan thần linh, thổ công thổ địa, gia tiên nơi mình cư trú, thờ cúng, đã phù hộ độ trì trong năm qua, đồng thời mong mỏi việc tiếp tục được bao bọc che chở trong năm mới. Lễ cúng giao thừa bao gồm hai lễ: lễ cúng giao thừa ngoài trời và lễ cúng giao thừa trong nhà. Lễ cúng giao thừa ngoài trời, hay còn gọi là lễ trừ tịch, trừ tà xua ma, bỏ đi vận rủi năm cũ, đón lấy điềm lành năm mới. Theo quan niệm, mỗi một năm đều có một vị quan hành khiển, quan hành binh và phán quan chịu trách nhiệm trong công việc và cuộc sống của hạ giới. Ở thời điểm giao thừa 23 giờ đêm tới 1 giờ sáng, các vị quan năm cũ sẽ bàn giao lại công việc cho các vị quan của năm mới. Thời điểm này, nếu ta nghênh đón được các quan mới thì sẽ đón được nhiều điều may mắn, xua đi những điều dữ, điều xui rủi. Việc các quan bàn giao khá nhanh nên không thể vào nhà mà phải cúng ngoài trời. Mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời bao gồm: sớ cúng, một cây vàng ngũ sắc, một mũ chuồn cho quan hành khiển, một mâm ngũ quả, quả cau lá trầu, chè thuốc rượu bia, nến hoặc đèn, xôi gấc, giò, bánh trưng, gà trống tơ. Thời gian cúng: đối với năm Tân Sửu 2021, tháng Chạp có 29 ngày, nên lễ cúng giao thừa sẽ vào lúc 23 giờ đêm ngày 29 tới 1 giờ sáng ngày mùng 1, tức là thời điểm giao thừa. Lưu ý khi lên hương phải đảm bảo hương cháy xuyên từ năm cũ qua năm mới. Nếu cẩn thận tốt nhất thì hãy đợi đến 23 giờ 45 phút hãy lên hương. Bày mâm lễ lên một chiếc bàn kê ngoài trời trước cửa nhà. Hương thắp ba nén và cắm vào đĩa xôi, giò, hoặc chuẩn bị một cốc nhựa đổ gạo muối 2/3 và cắm hương vào, thay cho bát hương. Sau đó khấn vái thành tâm theo bài văn khấn sau. Bài khấn lễ giao thừa ngoài trời: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư Phật mười phương, con lạy mười phương chư Phật. Con xin kính lạy các ngài Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan. Gia chủ con là cư trú tại. Hôm nay tân niên xuân tiết, nhân thời khắc giao thừa, tín chủ con thành tâm sửa soạn hương hoa đăng, trà quả thực, quả cau lá trầu, trà thuốc, bánh trưng, xôi giò. Lòng thành kính cẩn tâu trình, tín chủ con năm Tân Sửu vừa qua xin được chân tâm bái tạ các quan Triệu Vương hành khiển, Tam Thập Lục Thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan đã bao bọc che chở cho gia chủ họ con cùng đồng gia quyến. Nay Nhâm Dần lại về, xin được chân tâm nghênh tiếp các quan Ngụy Vương hành khiển, Mộc Tinh hành binh chi thần, Tiêu Tào phán quan. Lai giáng nhân gian, trừ tai giải ách, lưu phúc lưu tài. Con xin thành kính các chư vị tôn thần chứng tâm chứng lễ. Con mời các ngài trước là lai lâm hiến hưởng, sau là phù hộ độ trì cho gia chủ con đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, được khỏe mạnh cơ thể con người, được tai qua nạn khỏi. Ngửa trông ơn các ngài độ cho chúng con một năm mới Nhâm Dần cát tường cát khánh, xua đi điều dữ, tiếp lấy điều lành, cho công việc trong nhà, cuộc sống xã hội được hanh thông thuận lợi, đắc tài đắc lộc, đắc thời đắc thế, hữu trí tuệ, hữu thành công.
cho chúng con được an cư lạc nghiệp, cư địa bình an, gia môn hưng vượng, sự nghiệp thăng hoa, người người hoan hỷ, tâm cảnh hiền hòa, thuận buồm xuôi gió. Cho gia khuyến con được thuận ông thuận bà, thuận cha thuận mẹ, thuận anh thuận em, thuận con thuận cháu, thuận vợ thuận chồng. Cho hàng xóm láng giềng hòa hảo vui tươi, cho nhà cửa được yên ấm bình an, sở nguyện được như ý, sở cầu được tòng tâm. Chúng con người trần mắt thịt, việc âm chưa tỏ, việc dương chưa tường, nếu có đôi điều thiếu sót, mong các ngài tha thứ, bỏ quá, đại xá cho. Chúng con xin được chân tâm bái tạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi thực hiện xong lễ cúng giao thừa ngoài trời, các bạn tiến hành lễ cúng giao thừa trong nhà. Lễ cúng giao thừa trong nhà. Mục đích của lễ này là để tạ thần linh, thổ công, thổ địa, tạ đất, nơi mình đang cư trú, để xin được an cư lập nghiệp, hành thông thuận lợi mà chào đón năm mới. Nếu các quan hành khiển là các quan cai quản bên ngoài, thì thần linh, thổ công, thổ địa lại là các quan cai quản bên trong nhà. Nhà có yên thì vạn sự mới được thành, đất có lộc thì công việc mới được hanh thông. Đồ cúng cho lễ giao thừa trong nhà gồm có: sớ cúng giao thừa trong nhà, mâm ngũ quả, bánh chưng, xôi gấc, giò, thịt chân giò luộc hoặc gà trống tơ luộc, hương, hoa, đèn, nến, chầu cau, tiền vàng mã, giống lễ giao thừa ngoài trời nhưng không có mũ cánh chuồn. Thời gian cúng, bất cứ khi nào sau khi đã cúng xong giao thừa ngoài trời. Đặt đồ lễ lên bàn thờ trong nhà, lên hương và khấn vái thành tâm theo bài văn khấn sau. Bài khấn lễ giao thừa trong nhà, lễ các quan thần linh, thổ công, thổ địa, lễ đất. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư Phật mười phương, con lạy mười phương chư Phật. Con xin kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, ngài Thành Hoàng Bản Cảnh, ngài Thần Linh Chúa Đất, ngài Tá Phủ Thần Quân Đông Chủ Tư Mệnh, ngài Long Mạch Địa Mạch Địa Kỳ, tín chủ con là cư trú tại hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2022 nhâm dần niên, gia chủ họ, con cùng đồng gia quyến thành tâm sắm sửa hương hoa đăng, trà quả thực, quả cau lá trầu, cơi đèn chén nước, tiên tử, bánh chưng, xôi giò dâng lên trước án, lòng thành kính cẩn tâu trình. Trong suốt năm qua cư ngụ tại nhà này, xứ này, tín chủ con xin được chân tâm bái tạ các ngài đã phù hộ độ trì, che chở cho chúng con được khang ninh an thái. Nay đầu xuân năm mới, chúng con có chút lễ mọn dâng lên các ngài hưởng dụng. Con xin thành kính các chư vị tôn thần chứng tâm chứng lễ. Con mời các ngài, trước là lai lâm hiến hưởng, sau là phù hộ độ trì cho gia chủ con. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, được khỏe mạnh cơ thể con người, được tai qua nạn khỏi. Ngựa trông ơn các ngài từ bi gia hộ, độ trì cho chúng con tiếp tục được cư trú, sinh hoạt tại nhà này, xứ này trong năm 2022 nhâm dần niên. Cho chúng con được an cư lạc nghiệp, cư địa bình an, gia môn hưng vượng, sự nghiệp thăng hoa, người người hoan hỷ, tâm cảnh hiền hòa, thuận buồm xuôi gió. Cho gia quyến con được thuận ông thuận bà, thuận cha thuận mẹ, thuận anh thuận em, thuận con thuận cháu, thuận vợ thuận chồng. Cho hàng xóm láng giềng hòa hảo vui tươi. Cho nhà cửa được yên bình êm ấm, sở nguyện được như ý, sở cầu được tòng tâm. Chúng con người trần mắt thịt, xin gửi tấm lòng thành vào cõi minh minh chứng giám. Trước là mời các vị thần linh, sau con xin mời gia tiên tiền tổ họ, tổ khảo, tổ tỷ, bà cô tổ, ông bãnh tổ, chư vị hương linh trong gia chung. Hôm nay nhân thời khắc tân niên xuân tiết, con cháu xin thành kính dâng lên hương, đăng, hoa, trà, quả thực, quả cau lá trầu, cơi đèn chén nước, tiên tửu, xôi thịt, kim ngân tiền xuyến. Kính mời gia tiên tiền tổ về lai lâm hiến hưởng, phù hộ độ trì cho con cháu
được bình an trên cung trần, từ xa về gần, con xin gia tiên phù hộ. Con xin cúi đầu cẩn cáo. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Lưu ý, tiền vàng và mũ cánh chuồn cho lễ giao thừa ngoài trời hóa luôn ngay sau khi lễ xong, còn các tiền vàng còn lại hóa sau ngày mùng 3 Tết. Theo phong tục thì lễ cúng giao thừa thường gồm hai lễ, cúng trong nhà và cúng ngoài trời. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn khi không biết nên cúng trong nhà hay ngoài trời trước. Theo các chuyên gia phong thủy, cúng giao thừa là cúng vị chư thiên cai quản năm mới và tiễn chư thiên cai quản năm cũ đi, nên phải cúng ngoài trời trước rồi mới cúng gia tiên, thần linh trong nhà. An Lạc Từ Tâm vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn cách cúng đêm giao thừa đầy đủ nhất cùng những bài văn khấn cho các bạn tham khảo. Việc cúng bái không cần quá cầu kỳ, nhưng cần đúng, đủ và trang nghiêm. Đặc biệt, cần nhất là tấm lòng thành của gia chủ với các vị thần linh cùng gia tiên dòng họ. Bởi tâm linh, suy cho cùng, chính là từ tâm mà linh ứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. An Lạc Từ Tâm xin được gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị và các bạn cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông.